Oh, xin chào các bạn đã quay trở lại với TNC Channel. Ok. Đấy. Như anh em đã thấy ở đây thì mình đang có hai chiếc laptop và bây giờ đang là đầu tháng 8 rồi. Những cái ngày mà anh em chuẩn bị nhập học, đặc biệt là những bạn mà mới đậu đại học ấy đã đến rất gần rồi. Vậy thì cái điều mà chúng ta cần phải làm nhất lúc này là gì? Dĩ nhiên, bên cạnh việc nộp hồ sơ rồi thì chuẩn bị học bạ, học phí, rất nhiều thứ khác, thì chúng ta còn phải cần tậu ngay một chiếc laptop mới để phục vụ cái công việc học tập chúng ta nữa. Dĩ nhiên, học tập thì cũng cần phải xả hơi một chút, đúng không ạ? Sau những giờ căng thẳng thì chúng ta đặc biệt cần đến những chiếc laptop không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu học tập với những cái ứng dụng như là Word, Excel, PowerPoint. Những cái đó thì tưởng là nhẹ đấy nhưng mà không nhẹ một chút nào đâu. Đặc biệt là những bạn nào mà học ngành kế toán hay là gì gì đấy liên quan đến Excel nhiều ấy, thì chúng ta sẽ có những file Excel nó nặng vài mê và load những file đó cực kỳ mệt mỏi khi mà trong đó nó có tích hợp quá nhiều hàm, quá nhiều công thức, rồi thì quá nhiều sheet, vân vân. Vậy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em hai mẫu laptop. Thật ra thì đây là một mẫu thôi nhưng mà hai phiên bản khác nhau và mình sẽ so sánh chúng xem nó là gì. Và không dài dòng nữa thì ở đây mình đang có hai chiếc laptop, một chiếc là MSI GL63 8RC 436VN và đây là MSI GL63 8RC 437VN. Hình như hơi ngược. Đây mới là 436 và đây mới là 437. Có sự nhầm lẫn này bởi vì chúng giống nhau quá, giống nhau hoàn toàn, không khác gì luôn. Thậm chí là giống cả cái chiếc 266VN mà trước đây mình đã từng làm video trên tay đó. Thì nếu anh em muốn tìm hiểu kỹ hơn về thiết kế bên ngoài cũng như là cấu hình cơ bản của mẫu GL63 8RC ấy, thì có thể xem lại cái video này này. Đó, trong video này mình đã nói rất là chi tiết, mình đã trên tay đánh giá về mọi thứ, mọi công nghệ trong chiếc GL63 8RC. Chỉ là phiên bản khác thôi, chứ còn phiên bản này nó cũng giống hệt, không khác gì cả. Rồi, vậy thì điểm khác nhau là gì? Bây giờ mình sẽ nói qua một chút về cấu hình của mẫu. Đây là 437VN. Vâng, chiếc 437VN này thì sẽ được tích hợp con chip là CPU Core i5. Đó, có con tem Core i5 đây. Cách duy nhất để anh em phân biệt hai chiếc này đó là nhờ cái con tem này. Nếu nhìn từ bên ngoài thì Core i5 thì đó là 437VN. Thì đây là Core i5-8300H với xung nhịp là 2.3GHz, có thể max boost lên là 4.0GHz, 4x8 luồng vân vân. Có bộ nhớ cache là 8MB. Bên cạnh đó thì nó sẽ được trang bị bộ RAM là 8GB, có thể nâng cấp lên tối đa là 32GB với bus là 2666MHz. Và màn hình thì là 15. Đây, màn hình của em nó thì là 15,6 inch, độ phân giải là Full HD 1920x1080. Và cái màn hình này thì đảm bảo cho anh em được cái giải màu là 94% NTSC. Như vậy là đảm bảo cái việc học tập hay là giải trí, xem phim, thậm chí là làm Photoshop, làm ảnh các thứ vẫn ở cái mức cơ bản khá là ok. Về cái phần đồ họa thì em nó sẽ được trang bị GTX 1050 4GB VRAM với cái công nghệ là DDR5. Rồi, và cuối cùng là ổ cứng thì chúng ta sẽ có 128GB SSD và 1TB ổ cứng HDD. Đó là 437VN. Còn 436VN thì thế nào? 436 nhưng mà lại có cấu hình cao hơn 437, thế mới hay chứ. 436VN thì chúng ta sẽ có con chip Core i7-8750H này với xung nhịp cơ bản là 2.2GHz và max boost lên tới tận 4.1GHz. Vâng, cực kỳ tuyệt vời, với 6 nhân và 12 luồng. Đây là con chip Core i7 mạnh nhất cho laptop rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có gì? Vẫn là 8GB RAM. Vâng, với bus là 2666 và có thể nâng cấp tối đa lên thành 32GB. Chúng ta cũng sẽ có các đồ họa GTX 1050 4GB DDR5 và ổ cứng thì cũng là SSD 128GB và HDD 1TB. Tức là không khác gì 437VN cả, chỉ khác là con chip nó mạnh hơn mà thôi. Còn cái màn hình nữa thì màn hình cũng y hệt, cũng là 15,6 inch, độ phân giải là Full HD 1920x1080 và 94% NTSC giải màu. Đó, không khác gì cả, đúng không ạ? Vâng, mặc dù là mình đã nói rất là kỹ về thiết kế của mẫu GL63 8RC này rồi trong cái video này,
Tuy nhiên thì bây giờ mình vẫn sẽ nhắc lại một chút cho anh em, đó là chúng ta sẽ có gì. Về tổng quan, bên ngoài chúng ta sẽ có một thiết kế bằng nhựa. Tuy nhiên thì nhựa này được hoàn thiện rất là tốt và mình rất thích cái mức độ hoàn thiện này của MSI trên chiếc GL63. Chúng ta sẽ có một cái vỏ nhựa mịn ở trên này, hơi bám vân tay một tí, hơi bám bẩn tí. Anh em mà hay ra mồi tay thì nên thủ sẵn theo cái khăn để chúng ta lau. Và chúng ta sẽ có hai cái đường rãnh này, trông giống như là cái nắp capo của những cái xe thể thao ấy. Đó, hai cái rãnh chữ V này và cái logo MSI ở đây. Và cái logo này hoàn toàn có thể sáng lên khi mà màn hình được bật sáng nhá. Đó, mặc dù là một mẫu laptop tầm trung thôi, không phải là laptop cao cấp, nhưng mà chúng ta vẫn có cái khả năng sáng logo và mình rất thích cái điều này. Nhìn ra phía dưới đáy thì chúng ta sẽ thấy là cái hệ thống tản nhiệt của MSI GL63 khá là tốt. Chúng ta sẽ có những cái khe lấy gió ở đây, đảm bảo không khí sẽ lưu thông vào bên trong này và làm mát cho cái phần bảng mạch của nó. Và đặc biệt MSI thì luôn luôn là mạnh mẽ về cái khả năng giải nhiệt với hai cái quạt rất là lớn hai bên, với khe thoát gió tản nhiệt này, 4 khe đó, hai khe đằng sau và hai khe hai bên nữa, cực kỳ là mát. Và đặc biệt nếu như mà chúng ta bật cái chế độ boost của quạt lên thì gió của nó cứ gọi là thôi rồi luôn, như máy sấy tóc. Và đó là điểm mà mình thích nhất ở trên những chiếc laptop của MSI. Nhìn vào bên trong máy thì chúng ta sẽ có màn hình 15.6 inch đây rồi. Webcam thì ở trên này. Đây không phải là màn hình siêu mỏng viền, dĩ nhiên rồi. Nếu anh em muốn viền siêu mỏng thì có lẽ là phải chọn những con nó ở phân khúc cao hơn một chút. Nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ có một cái màn hình rất là quen thuộc. Bao nhiêu laptop của bao đời này, cái màn hình nó cũng thế này, với cái viền dày và webcam ở trên này. Chứ còn những cái màn hình viền siêu mỏng thì đôi khi là webcam nó phải ở dưới, khá là khó chịu đúng không ạ? Bên cạnh đó thì cái bàn phím cũng là một điểm nhấn lớn của GL63 khi mà được làm ra bởi SteelSeries, với cái layout và cái phông chữ rất là dễ nhìn. Cái bàn phím này thì mình đã đánh giá rất là kỹ trong cái video làm về con GL63 8C 266VN rồi, cho nên anh em có thể xem lại, mình không nhắc lại nữa bởi vì nó sẽ khá là dài video rồi. Về các cổng kết nối thì chúng ta sẽ có cực kỳ là đầy đủ nhá. Ở bên cạnh phải của mình, tức là cạnh trái của anh em đó, chúng ta sẽ có cổng khóa Kensington này. Cái cổng khóa này anh em để laptop ở ký túc xá hay đâu đấy thì tốt nhất là nên có cái khóa này vào. Mặc dù là cất đi rồi nhưng vẫn nên khóa vào. Cái khóa đấy không đắt lắm đâu, chỉ cần cắm vào vặn chìa khóa rút ra là nếu như ai đó muốn mang laptop chúng ta đi là sẽ rất là khó, họ phải cắt cái dây cáp đó. Rồi, bên cạnh đó chúng ta có cái cổng mạng RJ45, cổng xuất hình ảnh HDMI, cổng mini DisplayPort, tức là anh em có thể xuất ra hai cái màn hình ở bên ngoài nữa. Rồi chúng ta sẽ có một cổng USB 3.1 Gen 1 ở đây. Chúng ta có USB Type-C nữa và cổng tai nghe cũng như là mic. Rồi, chuyển sang bên cạnh trái của mình, tức là cạnh phải của anh em nữa, chúng ta sẽ có hai cổng USB 3.1 Gen 1 nữa và một khe đọc thẻ nhớ. Và dĩ nhiên, cổng sạc. Và cổng sạc đặt ở phía cạnh sát cuối này mình nghĩ là cũng khá là tiện lợi. Phía trước thì chúng ta không có gì cả, chỉ có đèn báo trạng thái, ví dụ như là ổ cứng đang đọc hay không, có cắm sạc hay không và có đang bắt wifi hay không. Đấy, thế thôi. Khá là cơ bản và rất là đẹp. Nó không bị gọi là hầm hố quá, cũng không bị đơn giản quá. Mà những anh em nào mua chiếc laptop này thì có lẽ là mình cảm giác nó rất là vừa phải. Nhưng mà quan trọng nhất là tại sao mình lại giới thiệu đến anh em tới hai mẫu laptop trong cùng một video. Thì bởi vì là sẽ có nhiều bạn phân vân khi mà phải lựa chọn giữa hai chiếc laptop này, bởi vì nó giống nhau quá mà chỉ khác nhau mỗi con chip thôi. Liệu rằng có nên phải bỏ thêm tiền ra để được một con chip mạnh hơn hay không? Với nhu cầu cơ bản của anh em khi mà học tập và giải trí tác vụ cơ bản. Vậy thì với 25.490.000 đồng để có được một chiếc laptop với con chip Core i7-8750H, hay là bớt xuống chỉ còn 22.890.000 đồng để có con i5-8300H. Cái khoảng cách này cũng khá là đáng suy nghĩ đấy. Thế cho nên là bây giờ chúng ta hãy cùng test qua những cái tác vụ mà chính mình hồi sinh viên mình rất hay làm. Và bây giờ anh em hãy thử nhá. Và đầu tiên là mình sẽ đánh giá hiệu năng hai em này trước đã. Thật ra thì hồi sinh viên mình không đánh giá hiệu năng nhiều đâu, thật là chưa bao giờ luôn, nhưng mà bây giờ chúng ta hãy cứ đánh giá hiệu năng trước đã. Và mình sẽ chạy bài Skydriver, đây là bài test dành cho laptop gaming và nói chung là dành cho laptop đấy. Thì kết quả bài test cho ra như thế này: chiếc GL63 sử dụng Core i5-8300H sẽ cho ra tổng điểm là 16.812 điểm, trong đó thì graphics score là 19.324 điểm, khá là cao đấy chứ. Còn cái combined score chỉ là 19.121 mà thôi. Điểm physics, điểm CPU đó là 9.716. Còn bên phía GL63, chiếc mà sử dụng con chip Core i7
8750H thì chúng ta sẽ có một điểm số cao hơn không nhiều, đó là 17429 điểm. Trong đó thì điểm graphics score cũng là 19000 nhưng mà là 736 điểm. Điểm physics của nó là 10424, cao hơn một bậc luôn. Đó, rõ ràng là một con chip khỏe hơn thì sẽ cho ra điểm số cao hơn rồi đúng không ạ? Vâng, tiếp theo là một cái thao tác mà hồi sinh viên mình cũng hay làm. Đó chính là làm backdrop chụp ảnh cho các sự kiện. Ở đây thì mình có hai file PSD của một cái ảnh khá là to, kích thước là chiều ngang 3m còn chiều cao là 2m. Đó. Đây là một kích thước rất là lớn và cho ra cái file PSD có dung lượng lên tới hơn 1GB. Ở trong này thì mình có 25 tấm ảnh. 25 tấm ảnh này đều là full kích thước từ máy ảnh cóp ra nhét thẳng vào luôn. Thì cái việc load được hai cái file này cũng có thể nói là khá vất vả, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hai file này cùng lúc xem máy nào sẽ hoàn thành nó trước. 1 2 3. Vâng, các bạn có thể thấy là bên phía 437VN có tốc độ load hơn, nhanh hơn một chút. Mặc dù là chỉ sử dụng i5-8300H. Vâng, và nó đã load được hình ảnh trước. Đây, và bên này sau. Vâng, như vậy là chúng ta có thể thấy quan trọng không phải là cứ khỏe hơn là nhanh hơn đâu. Đó, và chiếc 437VN với con chip Core i5-8300H đã hoàn thành trước cái công việc load file Photoshop khá là nặng này. Mở file thì thế là nhanh rồi. Thế còn lưu nó thành một cái file mới thì sao? Bây giờ thì mình sẽ lưu cái file này ra desktop. Vâng, đây là một file Photoshop khá là nặng. Lưu lại nó thành một cái tên mới đi. Đó, tên gì đó để không bị trùng với file cũ chẳng hạn. Định dạng PSD. Bây giờ mình sẽ xem là máy nào sẽ lưu nhanh hơn. Đó, cả hai file thì mình đều lưu ở cái Maximize, tức là không nén gì cả. Và ok, 2, 1. Tiến trình em có thể thấy ở đây bao nhiêu phần trăm ở đây. Vâng. Và con chip i5-8300H lại một lần nữa chiến thắng. Đó, 93, 95, 97, 99, 100% xong. Vâng, và như vậy là anh em có thể thấy mình đang quẩy, nhảy dù chạy bộ ở trên hai chiếc laptop này. Và ở phía bên phải màn hình của các bạn đang là chiếc 436VN với chip Core i7-8750H. Còn phía bên trái là 8300H của chiếc 437VN. Và bây giờ mình đang nhảy xuống đây. Đó, anh em có thể thấy là FPS ở bên i7 của chúng ta có cao một chút thôi, không nhiều, không đáng kể. Nhưng mà cái quan trọng anh em có thể thấy là cái CPU của bên chiếc Core i7 đang hoạt động một cách nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Đó, quan trọng là cái CPU nó hoạt động bao nhiêu. Và đôi khi thì FPS ở phía chiếc 437VN nó vẫn cao hơn một chút. Đó, bên này đang làm là bên kia xuống đất rồi thì nó làm gì? Kết. Ok. Ok. Và vâng, một pha chết rất nhảm. Nói chung là anh em có thể thấy tổng quan cục diện của trận đấu hiện tại là bên này FPS cao hơn với mức CPU thấp hơn. Còn phía bên kia thì chúng ta có CPU cao hơn một chút, FPS cũng xem. Như vậy là có thể kết luận là về cái khả năng chơi game thì cả hai chiếc laptop này có lẽ là không khác nhau nhiều, bởi vì chúng đều được trang bị GPU 1050 với 4GB RAM. Thì lại được cứu rồi, quay lại thôi. Thì cái điểm quan trọng mà chúng ta cần phải nói với nhau ở đây đó là CPU hoạt động ở mức bao nhiêu phần trăm, còn cái FPS cho ra thì cũng như nhau thôi. Và với hai con CPU này thì mình nghĩ là hoàn toàn có thể thừa sức để quẩy, và ở mức 2 setting nhá. Mình đang chơi ở mức 2 setting anh em ạ. Cảm giác bị chậm nhỉ. Vâng, và đó là MSI GL63 8RC 436VN và 437VN. Vậy thì theo anh em, đâu sẽ là chiếc laptop mà chúng ta sẽ lựa chọn cho cái chặng đường học tập tiếp theo của mình? Thực ra thì dĩ nhiên đắt tiền hơn với con chip i7 mạnh hơn thì bao giờ cũng là hơn rồi, nhưng mà quan trọng nhất đó là cái tầm giá của nó. Với một chiếc là 25.490.000 cùng với cả một chiếc thì có giá chỉ là 22.890.000 mà thôi. Sự chênh lệch đó mình tin chắc rằng sẽ có nhiều người suy nghĩ. Vậy thì hy vọng là qua cái video này mình đã giúp anh em nhận thấy được là đâu sẽ là chiếc laptop sẽ phù hợp hơn với cái nhu cầu của mình một cách tối ưu nhất để chúng ta có thể đưa ra lựa chọn. Và còn nữa nha,
khi mà chúng ta mua những chiếc laptop này thì anh em sẽ được nhận ngay cái phần quà tặng kèm đến từ MSI, đó là một chiếc ba lô đựng laptop. Vâng, đây là ba lô đựng laptop với rất nhiều ngăn, trông nó hơi bẹp dí này thôi nhưng mà đến lúc mà đựng đồ vào thì cũng rộng phết đấy. Và ngoài ra chúng ta còn có một cái loot box nữa. Đây, với cái loot box này thì anh em sẽ có gì? Chúng ta sẽ có khá là nhiều thứ hay ho ở trong này đấy. Đấy, đây, đầu tiên sẽ là một cái móc chìa khóa hình con rồng MSI rất là xinh ở đây, dễ thương cực kỳ luôn. Rồi, còn có cả một cái pad chuột nữa. Đó, và dĩ nhiên tặng pad chuột thì phải tặng kèm cả chuột nữa chứ, thế mới đủ bộ. Chúng ta sẽ có những cái thứ đó ở trong loot box. Và đó mới chỉ là quà tặng từ MSI thôi, chúng ta còn có cả quà tặng từ TNC Store nữa. Đó là với những bạn tân sinh viên, những bạn vừa nhận được giấy báo nhập học thì các bạn chỉ cần cầm giấy báo nhập học đến với TNC Store sẽ được nhận ngay một cái phần quà trị giá là 300.000 đồng bằng voucher. Và anh em có thể mua thêm gear, mua thêm đồ gì đó ở TNC Store. Thậm chí là kể cả không phải tân sinh viên, anh em đã là sinh viên rồi thì cũng chỉ cần cầm thẻ sinh viên ra mà thôi là chúng ta cũng sẽ được nhận cái phần quà đó từ TNC Store. Và đó là những gì mình muốn chia sẻ với anh em về hai chiếc laptop này. Hai sự lựa chọn có thể nói là khá là khiến nhiều bạn đau đầu đấy. Liệu chúng ta có nên thêm vài triệu để có Core i7 hay không, hay là Core i5 như vậy là đủ rồi. Đó, đó là sự lựa chọn của mọi người. Còn anh em có sự lựa chọn nào khác, cũng như là chọn con nào trong một trong hai con này thì hãy bình luận ở bên dưới video. Và cũng đừng quên đăng ký TNC Store và bấm chuông bên cạnh để chúng ta có thể gặp lại nhau nhiều nữa trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye.